Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu là thông tin Hưng Yên giành 45 huy chương các loại tại 13 giải quốc gia. Năm nay do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên các giải thể thao quốc gia đã không được diễn ra theo như dự kiến. Đến tháng 5, các giải thể thao chuyên nghiệp mới được bắt đầu khởi tranh trở lại. Qua 13 giải đấu cấp quốc gia vừa qua, thể thao thành tích cao Hưng Yên đã giành được 45 huy chương các loại với 8 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 26 huy chương đồng. Trong đó, bộ môn đem về nhiều thành tích nhất là pencastilat với 23 huy chương các loại, gồm 4 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 10 huy chương đồng tại giải vô địch các câu lạc bộ toàn quốc và giải vô địch trẻ toàn quốc. Đội tuyển bóng đá Nhi đồng Hưng Yên vừa xuất sắc vượt qua vòng loại để là một trong 16 đội bóng góp mặt tại vòng chung kết giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc năm 2020. Nằm ở bảng 2, sau 5 trận đấu, U11 Hưng Yên giành được 10 điểm với 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua, đứng nhì bảng sau U11 Sông Lam Nghệ An. Ban tổ chức chọn hai đội nhất và nhì bảng ở các bảng vào thi đấu vòng chung kết diễn ra tại tỉnh Phú Yên vào thời điểm thích hợp. Phong trào luyện tập bóng bàn ở huyện Tiên Lữ phát triển khá mạnh trong những năm gần đây. Các xã có lượng người tham gia tập luyện nhiều là Thụy Lôi, Hải Triều, Dị Chế, Thiện Phiến. Kinh phí để mua sắm trang thiết bị tập luyện chủ yếu từ nguồn xã hội hóa. Đặc biệt có những gia đình tự xây nhà luyện tập bóng bàn để mọi người đến tập như gia đình ông Đoàn Ngọc Hải ở xã Hải Triều, gia đình ông Đoàn Đức Minh ở xã Dị Chế. Các câu lạc bộ bóng bàn trong huyện thường xuyên tổ chức giao lưu thi đấu với nhau. Bên cạnh đó, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng định kỳ tổ chức giải bóng bàn các câu lạc bộ trên địa bàn huyện. Từ đó, trình độ của những người chơi bóng bàn mỗi ngày được nâng lên. Năm 2016, từ nguồn xã hội hóa của doanh nghiệp và nhân dân địa phương, thị tứ Bô Thời, xã Hùng Tiến, huyện Khoái Châu xây dựng nhà tập luyện cầu lông công cộng trong khuôn viên nhà văn hóa để phục vụ người dân, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao quần chúng tại khu dân cư. Từ đó đến nay, câu lạc bộ cầu lông thị tứ Bô Thời chịu trách nhiệm quản lý, duy trì và dọn dẹp vệ sinh nhà tập, tạo điều kiện cho người dân chơi cầu lông vào buổi sáng và buổi chiều. Hàng ngày có khoảng 20 lượt người ở nhiều lứa tuổi đến đây chơi cầu lông để rèn luyện sức khỏe. Vừa qua, tại giải bơi các nhóm tuổi tỉnh Hưng Yên năm 2020, thị xã Mỹ Hào đã giành giải nhì toàn đoàn với 5 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Để có được thành tích này là nhờ những năm gần đây, thị xã đã có nhiều cách làm hay để phát triển phong trào bơi lội tại địa phương. Cứ vào dịp hè, đoàn thanh niên thị xã Mỹ Hào lại tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ từ 7 đến 14 tuổi. Các lớp bơi luôn được đông đảo các em nhỏ tham gia, mỗi năm có trên 200 em được tham gia lớp học. Khi nghe có lớp bơi miễn phí thì con rất hào hứng và xin mẹ đi đăng ký ngay. Con có thể phòng tránh đuối nước, giúp tăng sức khỏe và tăng chiều cao. Hiện nay trên địa bàn thị xã có gần 15 ao bơi dành cho trẻ. Nhiều đơn vị đã xây dựng các bể bơi hiện đại như bể bơi xã Dị Sử, bể bơi thị trấn Bần, bể bơi Hồng Phúc. Đặc biệt, tại nhiều trường học cũng xây dựng các bể bơi và đưa môn bơi vào chương trình học. Việc được học bơi bài bản sẽ mang lại nhiều lợi ích cho trẻ, được các bậc phụ huynh đồng tình hưởng ứng. Chúng tôi thường xuyên là giảng dạy cho các bạn học viên những cái kỹ thuật về bơi ếch. Ngoài ra thì một điều tối quan trọng đó là chúng tôi đưa vào trong cái chương trình một cái nội dung rất quan trọng, đó là dạy cho các con cái kỹ thuật phòng chống đuối nước để góp phần cho các bạn học sinh hình thành một cái kỹ năng bơi an toàn. Hè nào tôi cũng cho con nhà tôi đến bể bơi Hồng Đức để tập bơi. Việc tập bơi thì thứ nhất là nó tốt cho sức khỏe, thứ hai là nó có thể giúp các cháu phòng chống được một số cái tai nạn đuối nước về dịp hè, thì giúp bố mẹ cũng yên tâm hơn. Bên cạnh việc phát triển phong trào bơi ở nhóm lứa tuổi học sinh, trong thời gian tới, thị xã Mỹ Hào cũng có nhiều cách làm khác để thúc đẩy phong trào này được phát triển hơn nữa. Trong thời gian tới thì là đơn vị cũng sẽ là tích cực tham mưu các ủy chính quyền địa phương cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cùng vào cuộc đầu tư rồi là xây dựng các trang thiết bị, cơ sở vật chất để phát triển cho môn bơi. Đồng thời, đơn vị cũng tổ chức các hoạt động bơi lội nhằm tuyển chọn, phát hiện những vận động viên trẻ để đưa vào tập luyện nhằm phát triển hơn nữa cho phong trào bơi lội của thị xã Mỹ Hào. Việc phát triển các hoạt động về bơi lội là thật sự cần thiết, hữu ích, vừa phát triển phong trào thể thao quần chúng lại phòng chống tai nạn đuối nước.
Các huấn luyện viên nhờ vậy có thể phát hiện, ươm mầm những gương mặt tiềm năng, bổ sung nguồn lực cho tỉnh hướng tới các giải thể thao thành tích cao. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.